Liverpool đạt bước tiến lớn, đón tân binh thứ hai sau Alistair. Không lâu sau khi chiêu mộ thành công Alistair, Liverpool đã tiếp tục đạt được bước tiến lớn để tự tin sở hữu tân binh thứ hai. Vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, Liverpool đã chính thức công bố bản hợp đồng với tân binh Alistair. Tiền vệ người Argentina gia nhập The cùng thỏa thuận dự kiến là tới năm 2028 và mang trên mình chiếc áo số 10 lừng danh ở câu lạc bộ. Không lâu sau khi thông báo tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2023, Lữ đoàn Đỏ đạt thêm bước tiến lớn để chuẩn bị đón gương mặt thứ hai cập bến sân Anfield. Cụ thể, theo nguồn tin từ truyền thông Pháp, Liverpool cùng Thuram đã tìm được tiếng nói chung về thỏa thuận cá nhân nhằm đưa ngôi sao 22 tuổi về với đội bóng trong quãng thời gian tới. Vấn đề còn lại ở thương vụ này sẽ chỉ là mức phí chuyển nhượng mà Liverpool phải trả cho Nice, đội bóng chủ quản của Thuram. Hợp đồng giữa tiền vệ ấy cùng đại diện nước Pháp vẫn còn tới tháng 6 năm 2025. Được biết, The Cop cùng Nice đã có những cuộc đàm phán trong quãng thời gian vừa qua và phía câu lạc bộ Ligue 1 gần như đồng ý để ngôi sao đội bóng ra đi. Họ có thể chấp nhận số tiền trên 30 triệu bảng mà phía Liverpool đưa ra cho tiền vệ 22 tuổi. Sẽ không bất ngờ nếu như trong tuần tới, đội chủ sân Anfield sở hữu thêm một tân binh ở kỳ chuyển nhượng hè. Đây rõ ràng là điều mà người hâm mộ The Kop đang rất chờ đợi bởi Thuram có sở trường là tiền vệ phòng ngự. Trong bối cảnh Fabinho đã có những ảnh hưởng tuổi tác, việc mang về cầu thủ người Pháp sẽ là sự thay thế xứng đáng cho ngôi sao xứ Samba. Ở mùa giải tới, tuyến giữa của Liverpool nhiều khả năng bao gồm Thuram, Alistair cùng Curtis Jones. Đây là những cái tên còn tương đối trẻ, đảm bảo cho họ sự cơ động và nguồn năng lượng dồi dào để tạo ra thế trận lấn lướt thay vì nhiều màn trình diễn thiếu hiệu quả như ở mùa bóng vừa qua. Sau khi trắng tay và không có vé tham dự Cúp C1 châu Âu, Liverpool đang cho thấy quyết tâm trở lại cực kỳ mạnh mẽ ở mùa giải 2023-2024.